sóc nhé. Cơ bắp to lắm á, cơ bắp to này. Con sẽ ra ngoài chợ bán nhé. Con đi vào thử đi vào lấy thứ con đi.
Thank you.
cầm thứ ra đi cho mẹ. Chim nó đứng quá rồi. Mẹ lấy chim mà thả đã. Xong ở nhà mới nha. Con lấy ngô vào nhà đi, mẹ đi lấy củ về ạ, xếp củ rồi. Thank you.
ra nhé, để mẹ cho xuống hết ạ. Con lấy xếp cẩn thận nhé, để nó khô. Okay, now.